Những lý do cho thấy lục dịch nhậm gia luân chỉ có thể hợp với viên kim hạ Đàm Tùng Vận mà không phải ai khác. Bạn đã từng nghĩ đến giây phút lục dịch ngã lòng với viên kim hạ chưa? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem nhé. Nhân vật viên kim hạ Đàm Tùng Vận là một cô nàng nhỏ nhắn xinh đẹp, có cá tính mạnh mẽ, lại có trí thông minh hơn người. Lục dịch nhậm gia luân, lục đại nhân lạnh lùng, khí chất như vậy cũng dần đem lòng yêu thương cô nàng kim hạ. Cộng đồng fan sửa chung đã chỉ ra những điểm ở viên kim hạ làm cho lục đại nhân nảy sinh cảm xúc yêu thương. Thứ nhất, kim hạ cực kỳ kiên cường, không có lục đại nhân bên cạnh cũng có thể tự mình phá án, thậm chí trong những tình tiết vô cùng nguy hiểm cũng có thể làm tốt nhiệm vụ. Chính vì điểm này nên lục đại nhân rất thương và lo lắng cho cô. Thứ hai, viên kim hạ có thể tự mình làm việc tích cực. Nếu như không có khả năng phân tích tình hình và tìm ra manh mối tài tình thì lục đại nhân cũng không thể mang cô đi cùng để phá án. Thứ ba, tính cách của viên kim hạ khá đơn thuần, lương thiện, cũng không thể coi viên kim hạ là một cô gái yếu đuối được, vì cô nàng rất tinh nghịch là đằng khác, nhưng không hề có tâm cơ để cố ý làm hại ai. Điểm này tương đồng với lục đại nhân. Lục dịch rất ghét những cô nàng xinh đẹp nhưng tâm cơ tính kế, tranh giành ân sủng. Thứ tư, viên kim hạ vô cùng thú vị. Cuộc sống của lục đại nhân rất quy củ, bản thân lúc nào cũng bình tĩnh như nước, nhưng khi có viên kim hạ kề bên, hằng ngày lại bị cô nàng chọc cười, lại được cô khen là đẹp trai khí chất. Có một cô gái như thế bên cạnh thì cuộc sống hàng ngày của lục đại nhân trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Thứ năm, tình tiết lục đại nhân bị trúng độc, viên kim hạ cũng quyết không bỏ rơi chàng. Đại nhân vì cứu cô nên mới bị trúng độc, nên viên kim hạ đã quyết định ở lại bên cạnh để tìm cách cứu sống đại nhân, lại còn tự mình làm thuốc thử, thuốc dẫn đến giải độc cho chàng. Chính vì chi tiết này mà lục đại nhân đã bắt đầu động lòng, rồi trở nên yêu thương viên kim hạ. Thứ sáu, hai người đã cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện. Lục đại nhân không thể tìm thấy những điều đó khi ở bên cạnh những cô gái bình thường khác. Những lúc lục đại nhân cần, viên kim hạ luôn có mặt. Mà lục dịch lạnh lùng kiệm lời, có thể làm chàng vui vẻ cười tươi thì chỉ có một mình kim hạ có thể làm được mà thôi. Còn có dân mạng cho rằng, giây phút lục đại nhân biết được viên kim hạ có thể đàn được ca khúc thuở xưa mẹ chàng đã đàn cho chàng nghe thì lục đại nhân đã bắt đầu động lòng rồi, có chút hào cảm với viên kim hạ. Sau khi hùng khởi cùng nhau phá án, tình cảm cũng bắt đầu trở nên rõ ràng, rồi mới xác định đến yêu đương. Tuy rằng bộ phim Cẩm Y Chí Hạ đề cao những tình tiết phá án, tình cảm của Lục Dịch và viên kim hạ mãi đến hơn 30 tập mới bắt đầu rõ ràng, thế nhưng cũng chính vì những tình tiết ngắn ngủi xen kẽ của hai nhân vật xuyên suốt câu chuyện mới trở nên cuốn hút và làm điên đảo cộng đồng mạng. Hãy cùng chúng tôi ngắm lại những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi này nhé! Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!